Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gà Excel hướng dẫn các bạn cách sử dụng tab trong Word. Trước khi bắt đầu, mình cùng tìm hiểu các nội dung chính sẽ có trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu tab trong Word là gì. Thứ hai là các loại tab trong Word. Thứ ba là chức năng của các tab. Thứ tư là cách đặt các tab. Thứ năm là cách bỏ các tab. Và cuối cùng, mình sẽ làm một cái ví dụ bằng một văn bản cụ thể nhé. Đầu tiên, mình sẽ định nghĩa tab. Tab trong Word là tính năng được áp dụng để trình bày các mẫu báo cáo, hợp đồng, đơn từ, giấy mời, v.v. Tab giúp thực hiện được công việc nhanh chóng, hiệu quả và làm cho văn bản đẹp mắt, chuyên nghiệp. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu các cái loại tab trong Word. Đầu tiên sẽ là cái tab trái nhé. Thì cái tab trái giúp để sắp xếp nội dung bắt đầu từ vị trí đặt dấu tab và canh theo lề bên trái. Ok, mình sẽ ví dụ một cái tab trái nhé. Giả sử đây là cái thước nhé, thì ví dụ các bạn sẽ tích vào đây. Nếu như bạn nào chưa thấy cái thước này ấy, các bạn sẽ vào cái thẻ view đấy, các bạn sẽ tích vào cái ruler để cho mình nhé. Đấy, nếu như các bạn không tích ruler ấy, thì các bạn sẽ không thấy cái thước nhé. Các bạn sẽ tích vào cái ruler đấy, thì các bạn sẽ thấy cái thước ở bên này này. Đấy, thì đây là cái thước của cái trình duyệt Word nhé. Đầu tiên mình sẽ tích vào gì ạ? Các bạn sẽ tích vào cái thước này này. Đấy, ví dụ là ở vị trí 3 ở đây, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là 3 cm. Thì khi các bạn đánh tab ấy, thì cái vị trí mà các bạn nhập văn bản ấy, thì nó sẽ đúng cái vị trí tab này luôn. Đấy, ví dụ các bạn ghi là gì ạ? Ví dụ các bạn ghi là Cộng hòa nhá. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, các bạn enter. Bây giờ các bạn lại ấn tab nữa. Đấy, thì gì ạ? Đây ví dụ lại độc lập này. Tự do. Hạnh phúc. Đấy, thì khi mà các bạn đặt tab trái ở đây thì toàn bộ cái đoạn văn bản đây này nó sẽ bắt đầu từ cái vị trí tab này và gì ạ? Và nó canh theo lề bên trái. Đấy, bây giờ các bạn enter nhé. Thì tương tự mình sẽ có cái tab bên phải, thì dùng để sắp xếp nội dung bắt đầu từ vị trí đặt dấu tab và gì ạ? Và canh theo lề bên phải. Ok, ví dụ mình sẽ đặt cái tab phải ở đây nhé. Thì ví dụ các bạn sẽ tích vào đây để mình sẽ đổi cái tab. Đấy, thì như thế này là tab phải. Thì các bạn chú ý nhé. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đặt các tab và cách gì ạ? Cách để loại bỏ các tab. Thì ở đây mình sẽ trình bày để các bạn hiểu là tab trái, tab phải và tab giữa là như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ đặt vị trí ví dụ vào thì vào cái vị trí 13 này. Đấy. Ở đây mình sẽ kéo cái tab này ra, mình bỏ cái tab này đi. Các bạn ấn tab một cái. Đấy, thì cái vị trí gì ạ? Cái vị trí mà các bạn nhập văn bản ấy nó sẽ giống theo cái tab mà các bạn căn lề phải ở đây. Bây giờ ví dụ các bạn cũng gõ là gì ạ? Cộng hòa nhá. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây mình làm mẫu thôi nhá, các bạn đừng bắt lỗi văn bản của mình. Đấy. Các bạn lại ấn tab một nữa. Đấy, thì nó là gì ạ? Độc lập. Tự do. Hạnh phúc. Đấy, thì các bạn thấy là gì ạ? Thì cái đoạn văn bản này này, nó sẽ căn theo gì ạ? Nó sẽ bắt đầu từ gì ạ? Vị trí các bạn đặt tab và nó căn theo lề bên phải nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì điển hình là hai cái đoạn này. Đấy. Rồi các bạn enter. Bây giờ giả sử các bạn lại có một cái tab giữa nhá. Các bạn sẽ đặt một cái tab giữa, ví dụ mình đặt ở đây đi, vị trí ở cái chữ 8 này là 8 cm, thì nó đang là cái gì ạ? Cái tab bên phải đúng không? Các bạn tích đúp vào đây. Thì các bạn sẽ đổi sang là cái center. Center là tab giữa đúng không? Các bạn sẽ tích ok. Đấy. Bây giờ các bạn ấn tab một cái nhá. Đấy, thì khi các bạn ấn tab một cái ấy, thì cái vị trí thì cái vị trí mà các bạn nhập văn bản này nó sẽ chính giữa cái tab mà lúc nãy các bạn đặt ở đây đúng không? Đấy. Và đây là căn giữa nhá. Cho lên gì ạ? Bây giờ các bạn sẽ gõ này. Cộng hòa đúng không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì khi các bạn gõ một văn bản, bây giờ mình lại ấn tab nữa, thì là gì ạ? Cái vị trí các bạn nhập văn bản nó lại giữ cái tab này và nó sẽ căn theo lề giữa này, độc lập này, tự do, hạnh phúc. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì lúc này là gì ạ? Nó sẽ căn theo cái tab giữa này. Thì đây là ba cái tab chính mà hay sử dụng nhất nhé. Thì ngoài ra các bạn sẽ có cái tab gì ạ? Các bạn sẽ có cái tab nhị phân, dùng để sắp xếp các số thập phân thẳng hàng với nhau. Đấy. Thì bây giờ ví dụ mình có một cái tab nhị phân. Các bạn lại tích vào cái tab nhị phân ở đây. Nó sẽ là giống như cái tab giữa và nó có dấu chấm đây này. Đấy. Thì ví dụ các bạn đánh là gì ạ? Các bạn ấn tab một cái nhá. Bây giờ ví dụ mình đặt tab ở đây đi. Đấy, vị trí 2 cm này các bạn ấn tab một cái. Đấy. Thì nó sẽ ra vị trí thứ hai này, các bạn sẽ nhập là gì? 1.234 này. Đấy. Các bạn ấn tab một cái. Ví dụ mình nhập là 23.12. Đấy, các bạn enter.
các bạn lại ấn tab một cái. Ví dụ các bạn sẽ chờ đặt là gì đây, số to một tí, chấm gì ạ, chấm 23 đấy, các bạn enter đấy. Thì như vậy là gì ạ? Như vậy là cái phần dấu chấm như này, tức là cái phần nhị phân ấy, nó sẽ thẳng hàng với nhau đấy. Thì đây là cái tab về nhị phân. Và cái tab cuối cùng ấy là cái ba tab đấy. Thì cái đây là một cái tab đặc biệt, nó dùng để gì ạ? Nó dùng để đặt một cái đường kẻ dọc ngay tại vị trí của dấu tab và xuyên qua các dòng văn bản của đoạn được chọn. Thì cái tab này mình cũng rất là ít dùng. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo là cách để đặt các tab. Thì bước thứ nhất ý, để các bạn đặt các tab là gì ạ? Tại cái vị trí giao nhau của cái thanh thước ngang và thước dọc. Đây, thì đây là cái gì ạ? Đây là cái thước dọc này. Đấy. Còn đây là gì ạ? Đây là cái thước ngang. Đấy. Thì tại cái vị trí giao nhau là cái vị trí này này. Đấy. Thì tại cái vị trí này, các bạn sẽ tích chuột trái vào đây để các bạn đổi gì ạ? Các bạn đổi cái loại tab nhá. Đấy. Thì ở đây là gì? Các bạn tích chuột trái vào đây này thì nó đang là cái tab nhị phân, các bạn tích vào đây. Đấy thì nó sẽ ra là cái ba tab đúng không? Các bạn trỏ vào đây này. Đấy nó sẽ hiện tên này. Đấy, các bạn tích chuột trái một cái. Đấy, các bạn tích chuột trái này. Đấy. Thì cái đây là gì? Các bạn trỏ vào đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đấy nó là tab bên trái đúng không? Là left tab này. Các bạn lại tích chuột trái một cái nữa thì các bạn trỏ vào đây. Nó là tab giữa đúng không? Center tab này. Các bạn tích chuột trái một cái. Đấy thì nó lại ra là cái tab phải. Thì như vậy là gì? Để thay đổi cái loại tab mà các bạn sẽ chọn ấy là các bạn sẽ tích vào cái giao nhau của cái thước dọc và thước ngang ở đây nhá. Ví dụ nó đang là tab trái thì các bạn sẽ tích bất kỳ cái nào vào đây ấy. Đấy thì nó sẽ là tab trái đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ là tab trái. Còn các bạn tích vào đây. Ví dụ là tab nhị phân, đây mình lại đổi sang tab phải đi. Đấy, đây là tab phải đúng không? Thì các bạn tích vào đâu đấy thì nó lại là tab phải ở đây, đúng không? Đấy các bạn tích vào đây thì nó là tab phải. Còn nếu các bạn tích chuột trái đổi sang tab giữa nhá thì các bạn tích vào đây thì nó sẽ là tab giữa. Đấy. Bây giờ các bạn muốn đổi cái loại tab, giả sử đây là đang là tab giữa đúng không? Mình muốn đổi cái tab này sang cái loại tab trái thì các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ tích đúp vào cái tab này này. Đấy, thì là gì ạ? Nó đang ở vị trí là 1.25 cm nhé. Và nó là gì ạ? Nó là tab giữa. Bây giờ các bạn muốn đổi sang cái tab trái nhé, thì các bạn sẽ tích vào cái left này và các bạn set một cái. Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Thì lúc này là gì ạ? Đang là tab giữa, nó sẽ đổi sang tab trái. Đấy, đấy là cách để các bạn đổi các tab. Thì như vậy là gì ạ? Các bạn lưu ý có hai bước để các bạn đặt các tab là gì? Các bạn sẽ chọn cái loại tab và gì ạ? Sau khi các bạn chọn xong ý, sang bước thứ hai là các bạn sẽ tích vào cái vị trí mà các bạn muốn đặt cái loại tab đấy. Đấy, còn là gì ạ? Còn các bạn muốn đổi lại tab ấy thì các bạn sẽ tích đúp vào cái tab mà các bạn muốn đổi và các bạn sẽ đổi ở trong cái phần alignment nhá. Đấy, các bạn thích cái loại tab nào các bạn sẽ tích vào các bạn đổi và các bạn sẽ bấm set để các bạn quyết định là các bạn đổi đúng không? Và các bạn bấm OK là hoàn thành cái việc các bạn đổi cái tab đấy. Tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn là cách để xóa các tab trong Word nhá. Ở đây các bạn đang có rất là nhiều tab đúng không? Để xóa bất kỳ cái tab nào ấy thì các bạn di chuột đến cái vị trí tab đấy và các bạn giữ chuột trái các bạn kéo nó xuống. Đấy, các bạn giữ chuột trái và các bạn kéo nó xuống nhá. Thì đây là các bạn cách để các bạn bỏ các loại tab. Còn nếu như các bạn muốn xóa nhiều tab nhá, đấy thì các bạn sẽ tích đúp vào một cái tab bất kỳ. Đây ví dụ mình tích đúp cái tab này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái clear all này, các bạn tích vào clear all. Đấy, các bạn sẽ bấm OK thì toàn bộ các tab đã được xóa đi. Đấy, thì đấy là cách để các bạn xóa một cái tab đúng không? Ok, sang cái nội dung là mình sẽ tạo một cái văn bản mẫu mà sử dụng các cái tab này đúng không? Đấy, ví dụ các bạn Ctrl A để các bạn delete hết đi. Đấy. Thì trước khi bắt đầu ấy thì mình phải set một số cái cấu hình như sau. Thì mình sẽ đổi sang cái đơn vị cm trên cái văn bản Word của mình. Thì nếu như bạn nào đổi sang cm rồi thì thôi nhá. Đấy, mình sẽ vào thẻ file này, các bạn vào option. Đấy, các bạn sẽ vào cái mục advanced và các bạn sẽ lăn cái thanh cuộn này xuống cái mục display nhá. Đấy, thì ở cái mục display này, trong cái phần thì show measurement in unit of này, đấy các bạn tích vào đây. Và các bạn nhớ chọn là cm cho mình nhá. Đấy, các bạn sẽ tích OK. Tiếp theo là gì? Mình sẽ căn lề nhá. Thì các bạn sẽ vào cái layout này, các bạn vào cái margin, các bạn sẽ vào cái phần custom margin để các bạn sẽ đặt này. Đấy. Thì là gì ạ? Cái căn lề trên ấy, đấy là các bạn sẽ để là 2 cm này. Đấy, cái căn lề dưới nhá thì các bạn cũng để 2 cm cho mình này. Đấy, còn cái gì ạ? Cái căn lề trái nhá. Căn lề trái các bạn sẽ để là 3 cm này. Còn gì ạ? Còn cái căn lề phải các bạn sẽ để là 2 cm. Đấy, các bạn sẽ bấm gì ạ? Các bạn sẽ bấm OK. Thì OK, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái văn bản, ví dụ như là một cái giấy mời họp phụ huynh đi, đúng không? Đấy. Thì thông thường các bạn sẽ có một cái gì ạ? Các bạn sẽ có một cái vùng là đây là cái tên trường này và gì ạ? Và cái vùng bên này là cái quốc hiệu của mình đúng không? Là Cộng hòa xã hội và độc lập tự do đấy, đúng không? Thì hai cái này thì các bạn sẽ căn gì ạ? Các bạn sẽ có một cái tab giữa nhá.
các bạn sẽ có một cái tab giữa để các bạn gì ạ? Các bạn thao tác cho gì? Cho cái hai cái nội dung này thì mình sẽ có một cái tab giữa ở đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ set hai cái tab giữa. Thì ví dụ mình sẽ đặt tại vị trí là 3 cm này là một gì ạ? Các bạn. Đây bây giờ các bạn sẽ phải chọn cái tab giữa nhé. Đấy, các bạn lên chọn cái tab giữa. Thì các bạn đỡ phải đổi đúng không? Đây là tab giữa rồi đúng không? Các bạn sẽ tích vào cái chỗ 3 cm này. Đấy. À, nó là tab trái đúng không? Không sao, lát nữa mình đổi. Và gì ạ? Và cái vị trí này ví dụ mình đặt ở 11 cm này. Đấy. Thì đây là hai cái tab trái đúng không? Các bạn sẽ tích đúp vào đây. Nếu như các bạn chọn nhầm tab thì mình sẽ đặt đặt là center đúng không? Đấy, các bạn sẽ set này. Đấy, tiếp theo các bạn sẽ vào cái 11 cm chính là cái tab thứ hai này này. Các bạn cũng đặt là gì ạ? Là center. Các bạn bấm set và các bạn sẽ bấm ok. Đấy thì như vậy là gì ạ? Như vậy hai cái tab này nó đã đổi sang gì ạ? Đổi sang cái tab giữa rồi đúng không? Đấy. Bây giờ nó đang là đầu văn bản nhé. Các bạn phải ấn kiếm tab trên bàn phím ý, thì nó mới nhảy sang cái tab giữa đầu tiên này. Bây giờ các bạn sẽ nhập là gì ạ? Ví dụ là phòng giáo dục và đào tạo Hà Nội nhé. Phòng này. Phòng giáo dục đúng không? Giáo dục viết tắt này. Và gì ạ? Và đào tạo. Và đào tạo Hà Nội này. Đấy, các bạn lại ấn tab một cái nữa thì nó sẽ ra cái phần để cho các bạn nhập quốc hiệu đúng không? Đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, các bạn enter. Bây giờ nó lại gì ạ? Nó lại về cái đầu của cái văn bản đúng không? Các bạn ấn tab một cái thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ căn vào cái tab giữa để các bạn sẽ nhập trường nhé. Đây là ví dụ là trường trường đại học. Đại học là gì ạ? Ví dụ là gà Excel nhé. Đấy, các bạn ấn tab một cái để các bạn sẽ nhập gì ạ? Độc lập tự do hạnh phúc này. Độc lập tự do hạnh phúc. Đấy, các bạn enter. Bây giờ là gì ạ? Các bạn sẽ tạo hai cái gì ạ? Hai cái đường kẻ ngang này này. Một số bạn bôi đen nhá, các bạn ấn Ctrl U để các bạn gạch dưới ấy, thì mình nghĩ là không nên, tại vì gì ạ? Cái văn bản của mình nếu như các bạn gạch dưới ấy, thì cái dấu chấm này này nó gần như là gì ạ? Nó bị che đi mất đúng không? Đấy, bây giờ các bạn sẽ vào, các bạn sẽ tạo hai cái đường kẻ nhá. Các bạn sẽ vào cái thẻ insert này, các bạn vào cái shape. Đấy, và các bạn sẽ chọn cái đường kẻ đúng không? Ví dụ mình chọn cái line đi. Đấy. Sau đó các bạn giữ chuột trái và các bạn kéo nhá. Đấy, các bạn kéo ở dưới này cũng được. Đấy. Khi mà các bạn kéo ấy, thì nó sẽ không là cái đường thẳng ngang đúng không? Nó rất là khó đường thẳng ngang. Thì cái thủ thuật gì ạ? Các bạn giữ phím shift. Thì khi các bạn giữ phím shift ấy, thì các bạn di chuột như thế nào ấy, thì nó cũng là một cái đường thẳng nhé. Đấy. Thì ví dụ mình giữ phím shift ở đây. Đấy. Thì sau khi các bạn kéo xong các bạn bỏ chuột phím shift ra đúng không? Các bạn sẽ tích vào đây để mình chọn màu đen. Đấy. Thì các bạn đang lựa chọn là cái đường gì ạ? Các bạn đường kẻ ngang này này thì nó sẽ có một cái shape format. Nếu như các bạn tích ra ngoài ấy, thì nó sẽ không còn cái thẻ shape format ở đây. Bây giờ mình sẽ tích vào cái đường kẻ ngang này này thì các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn sẽ thấy cái thẻ shape format ở trên cái thẻ của Word ở đây. Đấy, mình sẽ vào shape format nhé, mình sẽ đổi cái này là màu đen đúng không? Cái shape outline đấy mình sẽ chọn là gì ạ? Các bạn sẽ chọn cái là dấu ba chấm chẳng hạn đúng không? Đấy, và cái gì ạ? Cái shape outline mình chọn cái độ rộng là 1 gì ạ? 1 pt. Đấy, các bạn muốn nó càng to thì các bạn sẽ chọn càng to đúng không? Ví dụ mình để 1 thôi. Đấy. Bây giờ các bạn gì ạ? Các bạn sẽ tích vào cái này, các bạn ấn Ctrl C để các bạn copy cái này nhé, các bạn ấn Ctrl V. Đấy, mình sẽ copy hai cái. Bây giờ các bạn sẽ đấy, các bạn sẽ tích vào cái này, các bạn giữ chuột trái các bạn kéo nhé. Thì các bạn đôi khi là các bạn giữ không quen đúng không? Các bạn vào giữa cái gì ạ? Cái đường kẻ ngang này các bạn kéo vào đây. Một cái là độc lập tự do hạnh phúc này. Đấy. Một cái là gì ạ? Cái này mình sẽ để vào cái trường đại học gái Excel. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kéo thanh này nhá. Mình sẽ kéo lên đây. Đấy. Bây giờ để đảm bảo hai cái thanh này nó ngang hàng với nhau nhé, các bạn giữ Ctrl. Đấy, các bạn sẽ tích chọn vào cái thanh ngang này. Đấy, thì các bạn đang lựa chọn hai cái thanh này. Các bạn vào Save Format này. Đấy, nó sẽ có mục Align. Đấy, các bạn sẽ chọn là Align Top hoặc Align Bottom nhé. Đấy, thì nó sẽ dịch đều hai cái này là ngang với nhau. Ok, các bạn Enter một cái. Bây giờ mình sẽ viết cái giấy mời phụ huynh nhé. Thì cái giấy mời phụ huynh này mình sẽ căn giữa thôi. Đấy, các bạn sẽ viết hoa đúng không? Giấy mời họp phụ huynh đúng không? Giấy mời họp phụ huynh. Đấy. Thì cái này các bạn bôi đen này, cái này các bạn Ctrl B hoặc là các bạn tích vào chữ B này để tô đậm. Cái giấy mời này thì các bạn sẽ cho cái cỡ chữ nó to lên một chút đúng không? Ví dụ là 18 này. Thì cái phông mặc định của mình là mình để Tham Vinh Romang nhé. Cái quốc hiệu cũng như là tên trường nên mình sẽ tô đậm và để phông chữ 13. Đấy, các bạn tô đậm vào đây. Đấy. Ok, các bạn Enter. Bây giờ các bạn Enter một cái nữa nhé, để mình xuống cách ra. Thì ở đây mình sẽ căn trái này, mình sẽ cho về là chữ bình thường và cỡ chữ mặc định là 13.
Đấy, bây giờ mình sẽ nhập nội dung đúng không? Ví dụ mình ghi là gì ạ? Trân trọng này. Ví dụ mình ghi là gì ạ? Trân trọng kính mời ông bà đúng không? Ông phải mở ngoặc bà. À, hai chấm đúng không? Thì bây giờ các bạn phải có ba chấm để người ta điền tên đúng không? Thì các bạn sẽ lên đặt cái thẻ tab nhá. Ở đây mình sẽ kéo cái tab này mình không dùng nữa thì các bạn bỏ đi. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt một cái tab trái nhá. Ví dụ mình sẽ đặt tại cái vị trí là kết thúc của chữ Việt Nam này này. Đấy, nó đang là lề trái rồi đúng không? Các bạn tích đúp vào cái này. Đấy, thì để là gì ạ? Để từ cái vị trí mà các bạn nhập này này. Tức là gì ạ? Tức là từ vị trí mà các bạn ở đây. Đấy, thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là cái dấu ba chấm nhá, đúng không? Ba chấm để mình điền đúng không? Cho lên gì ạ? Ở cái mục leader đây, mình sẽ chọn là cái ba chấm ở đây nhá. Đấy. Thì nó vẫn là cái đây là căn lề phải đúng không? Cái thẻ bên phải đúng không? Thì các bạn có thể đổi sang là thẻ bên trái này. Đấy, các bạn sẽ chọn là gì? Các bạn chọn là cái dấu ba chấm và các bạn sẽ bấm set nhé. Đấy, các bạn sẽ bấm ok. Thì bây giờ các bạn ấn tab một cái thì là gì ạ? Thì là từ cái đoạn mà các bạn ấn tab đến gì ạ? Đến cái đoạn mà cái thẻ bên trái này này, nó sẽ điền cái dấu ba chấm nhé. Đấy, các bạn không nên gõ tay. Đấy, các bạn enter. Tiếp theo là gì ạ? Các bạn sẽ ghi là phụ huynh em đúng không? Phụ huynh em hai chấm này. Đấy. Thì em xong là mình sẽ phải ghi là học lớp đúng không? Thì là gì? Mình sẽ thêm một cái thẻ nữa ở đây. Là ví dụ là cái học lớp bao nhiêu đúng không? Ví dụ cái thẻ này mình sẽ đặt ở vị trí là 9,5 đi, đúng không? Nó cũng là gì? Cũng là cái tab trái nha các bạn tích vào đây. Mình sẽ chọn là cái thẻ trái này. Nó đang là thẻ bên trái rồi đúng không? Đấy, các bạn sẽ tích vào ví dụ 9,5 mình tích vào đây. Đấy. Đấy, bây giờ các bạn sẽ tạo cái dấu ba chấm từ cái đây đến cái tab nhá. Các bạn tích đúp vào cái tab trái này. Các bạn cũng chọn là cái leader là cái mục thứ hai là các cái dấu chấm các bạn ấn set đấy các bạn bấm ok. Bây giờ các bạn ấn tab một cái thì từ vị trí gì ạ? Từ vị trí mà các bạn đang thực hành nhá thì nó sẽ điền đến cái vị trí mà các bạn đặt tab thứ hai này này là cái dấu chấm đúng không? Đấy. Thì đây mình sẽ ghi là gì? Học lớp này. Đấy các bạn sẽ hai chấm. Bây giờ các bạn lại muốn là gì ạ? Từ gì ạ? Từ cái vị trí học lớp đến cái tab cuối cùng này nhá. Nó cũng điền cái dấu chấm để người ta điền vào đúng không? Đấy. Thì là gì ạ? Các bạn sẽ ấn tab một cái. Bởi vì lúc đấy là gì ạ? Trước đấy nó đã có cái tab này rồi đúng không? Đấy. Bây giờ các bạn enter. Tiếp theo các bạn sẽ ghi là gì ạ? Ví dụ mình sẽ ghi là đến này. Đến tại văn phòng đúng không? Văn phòng trường. Đấy, các bạn hai chấm. Đấy. Thì ở đây nó vẫn còn cái tab này nhá, thì các bạn lại gì ạ? Các bạn ấn tab một cái thì nó vẫn là đang cái tab này đúng không? Đấy, các bạn bỏ cái tab này đi. Đấy, thì nó sẽ tự động nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhảy xuống cái tab cuối cùng này. Lúc đấy là nó có cái tab ở đây đúng không? Thì các bạn bỏ đi ấy, thì là nó nhảy đến cái tab cuối luôn. Đấy, mình bỏ cái tab ở đây đi rồi đúng không? Thì nó sẽ nhảy đến gì ạ? Nó sẽ nhảy đến cái tab cuối cùng này. Ok, vậy các bạn enter. Bây giờ mình sẽ gõ tiếp nhé. Ví dụ là để này. Để thông báo tình hình học tập đúng không? Và rèn luyện của học sinh trong năm học đúng không? Trong năm học thì các bạn sẽ ghi là hai chấm chẳng hạn, thì các bạn ấn tab một cái nữa thì để cái điền cái năm học ở đây, thông thường là năm hiện tại đúng không? Ví dụ là 2022. Đấy, các bạn enter. Ví dụ mình sẽ ghi là gì? Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Đấy, các bạn chấm. Xin trân trọng cảm ơn đúng không? Ok, các bạn enter. Đấy, thì ở đây mình sẽ có một cái gì ạ? Thì ở cái đoạn cuối cùng này á, thì mình sẽ để một cái ngày tháng năm và giáo viên chủ nhiệm đúng không? Thì các bạn cũng tạo một cái tab. Mình sẽ tạo một cái tab căn giữa nhé. Tạo một cái tab căn giữa để làm gì ạ? Để nó sẽ tẽ ra hai bên này. Đấy. Thì cái tab căn giữa này ví dụ mình để ở cái vị trí 12 đi đúng không? Thì các bạn đổi sang cái tab căn giữa. Đây là căn giữa rồi đúng không? Đấy. Các bạn sẽ tích vào cái 12 cm này. Đấy. Bây giờ tại vị trí này nha, các bạn ấn tab một cái thì nó sẽ nhảy sang cái đoạn là 12 cm và nó căn giữa nhá. Bây giờ mình sẽ ghi là ba chấm này. Ví dụ là Hà Nội hay gì đấy đúng không? Đây phẩy này. Ngày đúng không? Ngày. Hà Nội các bạn, Hà Nội phẩy này, cách ra, ngày. Đấy các bạn ba chấm này để điền ngày đúng không? Đấy. Các bạn lại ghi là gì ạ? Lại ghi là tháng. Đấy các bạn lại ba chấm. Đấy các bạn lại gì ạ? Lại năm. Các bạn lại ba chấm. Đấy, đúng không? Đấy các bạn enter. Thì khi các bạn enter các bạn lại ấn tab một cái nữa thì đoạn này mình sẽ nhập là giáo viên chủ nhiệm nhé. Đây là sẽ là gì ạ? Là giáo viên chủ nhiệm đúng không? Giáo viên chủ nhiệm là ai đấy thì mình sẽ ký tên ghi vào.
đúng không? Đấy. Thì cái giáo viên chủ nhiệm này mình sẽ tô đậm nhé, mình bôi đen này, căn chân B để tô đậm đấy. Thì như vậy mình có cái tab căn giữa cho cái mục này. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.